Cũng mến chào quý diễn giả của chú đã quay trở lại kênh của Tiến nha. Thì bữa nay Tiến cũng tiếp tục có mặt tại chùa Ông Kho để xem cái buổi tập luyện ngày thứ 5 ha. Đây rồi, thì đầu video Tiến cũng chúc cả nhà mình đó có một ngày vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình nha. Đừng quên subscribe và like ủng hộ trên kênh của Tiến nha. Đây rồi, Tiến sẽ mời quý diễn giả đồng hành cùng video với Tiến nha. Đây rồi, cũng đang chuẩn bị xuất phát vòng thứ 3 nha cả nhà ha. Cũng đang chuẩn bị quay vòng 3 hết nha. Mưa tới rồi cả nhà, trời chuyển khá là đẹp luôn. Boy!
Đây rồi cũng chuẩn bị để tập cái buổi thứ 4 cái nhà ha. Bây giờ tập cũng được ba dòng này, dòng này là dòng 4 cái nhà. Chạy lỡ rồi. Mẹ Phượng ơi, cháu ơi.
Buổi tập cũng đã hoàn thiện nha cả nhà. Thì mỗi lần tập thì vận động viên cũng tập sẽ tập bốn quận ha, bốn vòng ha. Vòng cuối là vòng vòng siết, là vòng nhanh nhất luôn cả nhà ha. Vậy rồi thì vlog tiếng 53 cũng thành thật cũng cảm ơn quý diễn giải rất là nhiều luôn nha, đã luôn ủng hộ và xem trên kênh của Tiến đó, đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh Tiến nha cả nhà. Vậy rồi Tiến cũng sẽ hẹn quý vị một video sau ha.